Chào các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn Metim T4000. Thì ở đây á là chúng ta xem là ở trên cái nắp chụp này, nắp chụp rất là lớn nhá. Thì nó sẽ có là 2 4 5 này, 6 7 này, 7 lỗ bên này và 7 lỗ bên này, là 14 lỗ ở trên cái nắp chụp ha. Và chúng ta có thể mở cái nắp chụp ra, chúng ta sẽ xem bét ha. Thì trong bét của nó thì nó sẽ có 8 lỗ xẻ tơi sơn ha, kim bét rất là dày đẹp. Đây là cái dòng mà súng phun sơn Metim T4000 chính hãng của hãng Meti. Thì đây là dòng súng phun sơn ô tô, xe máy hoặc là phun cái sản phẩm lớn, phun sản phẩm nhựa vân vân, bề mặt lớn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái súng này ha, xem chi tiết cái súng này. Này nhìn này ha, ở đây nó sẽ có cái nút chỉnh độ trục xòe này, lượng hơi này. Đó, còn đây là cái lượng sơn nhiều ít này. Thì cái này trước đây thì cái lượng hơi nó ở đây ha. Ở cái loại súng thì nó ở đây, nhưng mà cái dòng súng này thì nó sẽ chuyển ở trên này rồi, trục xòe thì ở đây. Thì chúng ta sẽ thử này. Một cái nấc ra hơi đây, một nấc ra sơn. Đó. Thì chúng ta có thể chỉnh độ trục xòe lại ha. Thì ở đây tôi sẽ thử cái súng này, ở đây là ví dụ giả sử như vật cần phun chúng ta ở đây, chúng ta sẽ cách khoảng 20 đến 25 cm này ha. Đây là 0, 5, 10, 15, 20, 25. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử là 20 này. Đó. Thì cái vẹt sơn nó khoảng tầm 30 ha. Thì chúng ta có thể chỉnh người ít to nhỏ lại đó. Cái lượng sơn ra rất là tơi mịn ha, đều. Cái dòng súng này thì được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Thì để ủng hộ kênh nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Thì một lần nữa thì cảm ơn quý khách. Quý khách mua sỉ lẻ thì vui lòng liên hệ cái hotline trên clip này. Cảm ơn quý khách. Thì trong quá trình sử dụng thì quý khách nên gắn thêm lọc nước hoặc là thêm chỉnh áp nữa để chúng ta có thể là sử dụng cho nó đúng cái lượng hơi mà nhà cung cấp yêu cầu. Rồi một lần nữa cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.